Đường vào Phnom Penh số 2. Tính sổ với kẻ thù. Tác giả Bùi Cát Vũ. Sau cuộc họp, một số lớn cán bộ trong sở chỉ huy được phái đi ra phía trước, một bộ phận lùi lại phía sau để tổ chức đón ba tiểu đoàn quân bạn. Anh Thẩm và anh Dũng sang triển khai kế hoạch ở cơ quan tham mưu chính trị hậu cần. Tôi ở lại sở chỉ huy, một mình trực chỉ huy thay cho các anh. Đã hơn 10 giờ đêm mà trời vẫn oi nồng. Xa xa, về hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam, dội về những tiếng pháo nổ không ngớt. Xung quanh đây thỉnh thoảng đi đẹt một vài loạt AK của các đơn vị bạn đang làm nhiệm vụ truy bắt tàn quân địch, đảm bảo an toàn cho dân mới trở về phung cũ. Ngồi trên chiếc võng mắc giữa cây vú sữa và cây cau trước sân nhà, tôi suy nghĩ về cách giải quyết công việc sắp tới. Hồng Hà gọi Mê Công, Hồng Hà gọi Mê Công, nghe rõ không trả lời. Giọng nói thanh thanh của đồng chí thông tin trong đêm vắng gợi lên niềm thương cảm mông lung qua 30 năm khói lửa. Nếu không có cuộc xâm lăng của Pol Pot, Yen Seri ở biên giới Tây Nam, thì các nông trường Đồng Sen, Long Khánh của binh đoàn đã hình thành, các lò vôi, lò gạch, lò xi măng cũng đã ra sản phẩm, đội tàu đánh cá cũng đã ra khơi. Nhưng nếu ta không bẻ gãy gọng kìm phía Tây Nam này của chủ nghĩa bành trướng Bắc Kinh thì tình thế sẽ ra sao? Hàng ngày nhìn tấm bản đồ đất nước mà lòng xốn sang nặng trĩu. Một mũi tên phía Bắc như mũi dao lớn kề trên đỉnh đầu, một mũi dao nhọn hoắt ở phía Tây Nam như dí vào chỗ có buồng gan những mưu toan bạo loạn chúng mong nhen nhúng trong nội địa, nơi còn tàn dư mỹ thiệu. Toàn cục đã có trung ương lo, niềm tin đó đã trở thành sắt đá, nhưng phải bẻ gãy mũi dao nhọn ở phía Tây Nam, đó là nguyện vọng của toàn dân và là trách nhiệm của toàn thể chiến sĩ và nhân dân ở hướng này. Bẻ bằng cách nào, lúc nào và trong điều kiện chính trị như thế nào, đó là tâm tư dằn vặt trong ngót 2 năm nay. Nhớ một ngày cuối tháng 4 năm 1977, hôm ấy tôi trực chỉ huy ở hậu cứ binh đoàn. Tôi nhận được một tin cấp trên thông báo là quân địch dùng mấy sư đoàn kéo theo lúc nhúc dân binh vượt kinh Vĩnh Tế sang chiếm núi Dài, Nhà Bàn, Tịnh Biên, bao vây định chiếm thị xã Châu Đốc, tàn sát dân ta, đốt phá xóm làng. Theo lệnh của cấp trên, binh đoàn phái ngay một đơn vị xuống An Giang và toàn binh đoàn chuẩn bị chiến đấu. Biết đồng chí Mười Kim, phó tư lệnh đoàn 9 đang nghỉ phép gần hậu cứ binh đoàn, tôi phái sĩ quan tác chiến đi mời đồng chí về nhận nhiệm vụ. Đồng chí Mười Kim, 47 tuổi, vừa mới cưới vợ được 8 tháng. Đồng chí được gọi giữa lúc đang xoay trần cuốc đất trồng mấy vòng khoai lang. Đồng chí quăng cuốc vào nhà không kịp tắm rửa, chỉ lau sơ rồi choàng bộ quân phục, thắt dây súng ra đi. Chị Mười có thai được 3 tháng, đứng dựa cột nhìn chồng hỏi: "Giặc giả nữa à? Đi nữa à?" Anh Mười Kim cười đáp: "Giặc thiệt, chứ giặc giả gì, đi gấp. Má nó cuốc nổi thì chồng cho líp chỗ đất đó." Anh trèo lên xe, chị đứng tựa cửa trông theo. Từ ấy, anh Mười Kim trở về thăm nhà được 2 lần nữa, và bây giờ thì anh đã hy sinh. Cũng ngày hôm ấy, anh Vũ Cao, tư lệnh đoàn 341, được gọi về binh đoàn. Anh chố mắt nhìn tôi giây lâu, rồi mới hỏi nửa đùa nửa thật: "Chuẩn bị làm một khoắn nữa phải không anh?" Tôi đáp: "Làm ngay chứ phải chuẩn bị gì nữa." Mới ngày hôm qua đây, bộ tư lệnh binh đoàn giao cho đoàn 341 chuyển sang làm kinh tế. Nhưng được cái là đi làm kinh tế thì đả thông nhiều, còn trở lại chiến trường thì khỏi giải thích gì dài dòng cả. Buồn cười, lúc bấy giờ một số đồng chí trong cơ quan tác chiến hỏi tôi:
vẽ quân Khmer đỏ lên bản đồ thì tượng trưng màu gì? Có đồng chí bảo, nó là một bộ phận quân cách mạng biết chất nên vẽ nó màu hường, vàng hay nâu gì đó. Sau cùng, chúng tôi thống nhất là kẻ nào xâm phạm một tấc đất của chúng ta, giết một người dân ta là địch, vẽ xanh đậm vào. Tưởng đâu cuộc xung đột chỉ diễn ra phía An Giang, vì qua nhiều lần ta phản đối, Pol Pot xin lỗi rằng Trung ương họ chưa lãnh đạo được quân khu Tây Nam, đó là do quân khu Tây Nam của họ manh động. Đến đêm 24, rạng ngày 25 tháng 9 năm 1977, bọn Pol Pot phát động một cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới, tập trung đông nhất và mạnh nhất vào tỉnh Tây Ninh. Chúng giết hàng ngàn dân ta ở Tân Biên, Lò Gò, Long Khánh. Binh đoàn được lệnh hành quân lên hướng Tây Ninh và cuộc chiến tranh biên giới thực sự bắt đầu. Lúc bấy giờ, từ ngữ báo chí còn gọi là cuộc xung đột biên giới. Cán bộ và chiến sĩ ta tranh luận sôi nổi về tính chất của cuộc đấu tranh này. Anh em cho đây là cuộc chiến tranh xâm lược do tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Seri gây ra, và phía ta là cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chứ đây không phải là cuộc xung đột về vấn đề tranh chấp biên giới. Nhớ buổi sáng hôm 25 tháng 9 năm 1977, chúng tôi lên Thiện Ngôn. Mới 2 năm hòa bình mà cảnh vật đã thay đổi hẳn. Đập nước trên sông Cần Đăng có bàn tay kết nghĩa của đồng bào hòa bình vừa xây dựng xong, bắt đầu cung cấp điện cho nhà máy cưa gỗ, nhà máy xay và thắp sáng cho thị trấn Thiện Ngôn mới. Những thảm xanh chuối, mía, đậu phộng trải dài hai bên lộ 22, lộ đỏ mà trước đây là rừng xác xơ do thuốc độc hóa học của Mỹ. Những nhà ngói đỏ tươi, cột bằng lăng lắng au xếp hàng hai bên lộ, thấp thoáng sau vườn cây ăn quả. Khi đến giữa làng Tân Lập, còn cách biên giới 4 cây số, chúng tôi chết điếng trước cảnh tượng đau lòng. Nhiều người bật khóc. Đêm qua, chúng đã giết, đã đốt, đã cướp sạch. Một cụ già đến sau lưng chúng tôi thét lên: "Khóc à? Hèn nhát à? Các anh bảo chúng tôi lên đây xây dựng vùng kinh tế mới rồi để tụi nó giết. Bây giờ khóc trừ à?" Tôi nhìn lên, té ra là ông Ba Mây, không rẻ gặp người quen cũ ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh giữa cảnh này. Gia đình ông, vợ và 4 con bị giết. Mình ông còn sống sót vì hôm qua ông đi đám cưới người thân ở trại bí. Chúng tôi cúi đầu im lặng trước lời trách mắng của ông Ba Mây. Thật ra lúc bấy giờ nhiều người chưa hiểu rõ thực chất tình hình ra sao cả. Sau 30 năm chiến tranh, ai cũng mong biên giới Việt Nam-Campuchia là biên giới tình nghĩa láng giềng, nhân dân hai nước qua lại như xưa. Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, còn thế, huống chi nay đã hòa bình. Nhân dân hai nước vốn có truyền thống đoàn kết lâu đời, lại vừa mới kề vai sát cánh, đánh đuổi thù chung qua những năm dài. Thật khó mà giải thích ngay được thực chất cuộc tàn sát nhân dân ta của tập đoàn phản động Pol Pot Ieng Seri. Chỉ có một điều day dứt đắng cay là mình đã thiếu cảnh giác. Khi trở về đến cầu Cần Đăng, chúng tôi gặp anh X, cán bộ quân đội về hưu. Anh ấy quát đuổi theo xe chúng tôi: "Mới thức dậy đó phải không mấy cha? Để cho mấy thằng giặc cỏ nó làm trời. Chán mấy cha quá." Chúng tôi không ai nói ai, biết anh nóng ruột và tuy chủ quan nhưng anh có lý, là nếu ta cảnh giác đầy đủ thì không thể để diễn ra cảnh núi dài ở Tân Lập đêm qua. Nhưng cho bọn Pol Pot là giặc cỏ thì không đúng. Ít lâu sau, đó mới rõ ra là sau ngày 17 tháng 4 năm 75, chúng đã gấp rút xây dựng nhiều sư đoàn chủ lực, trang bị rất mạnh, cùng với một hệ thống quân địa phương rất đông, có đến 20 vạn tên. Chúng nó đã dốc vào biên giới Tây Nam Tổ quốc ta một cuộc chiến tranh tổng lực toàn diện.
Đằng sau chúng và ngay trong đội ngũ chỉ huy của chúng là bọn phản động Bắc Kinh. Chứ một mình Pol Pot Yên Sư Ri thì cho ăn vàng chúng cũng không dám đánh Việt Nam, chứ đừng nói là ăn kẹo. Thế đấy, nhưng khi bước vào cuộc chiến đấu, binh đoàn được lệnh chỉ tiêu diệt địch trên đất ta, không sang đất Campuchia, cố gắng bắt sống địch nhiều mà giết ít thôi. Chiến sĩ ta tin tưởng tuyệt đối vào sự chỉ đạo của Đảng, quán triệt tinh thần nhân đạo trong chủ trương của Đảng. Dù sao, binh lính của Pol Pot cũng là những người lao khổ, con em của nhân dân Campuchia, nạn nhân của Bắc Kinh và của bọn ăn ca ác ôn. Chúng ta cũng không mắc mưu của bọn thủ phạm đầu sỏ muốn gây hận thù giữa hai dân tộc Việt Nam Campuchia. Dưới làn mưa đạn, trên hàng chục vạn quả mìn của chúng, nhân dân ta xây dựng ấp xã chiến đấu. Trong lúc đắp con đê theo đường biên giới để tỏ thiện chí hơn là đắp chiến lũy, chúng ta đã móc đất từ phía Việt Nam lên, ta không lấy một hòn đất của nước bạn. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Mỹ mạnh là thế, chúng đã dày đạp khu phi quân sự ở vĩ tuyến 17. Thế mà ta chưa từng lên tiếng yêu cầu một tổ chức quốc tế nào đến giám sát. Nhưng lần này, ta đã mấy lần nêu yêu cầu đó, kể cả một tổ chức của Hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng được, để giám sát biên giới. Như sơn tinh luôn luôn vươn cao hơn mực nước ác độc của thủy tinh, chiến sĩ ta đã phát huy trí tuệ và tinh thần, đánh thắng quân địch trong giới hạn chật hẹp do điều kiện chính trị quy định. Trong lúc đó, một nhà bình luận đài BBC cũng thấy được rằng với sức mạnh và kinh nghiệm của quân đội nhân dân Việt Nam cộng với đống vũ khí và phương tiện chiến tranh của Mỹ để lại, không cần đến một tuần là họ sẽ tới Phnom Penh. Trong những năm tháng giữ chốt, nắng thì cháy da mà mưa thì như trời dột. Ngày ruồi, đêm muỗi như vãi chấu, ruồi muỗi chui đầy vào mắt mũi miệng tai. Dưới nước, đỉa lềnh lên như bánh canh, lộn ngầu với xác địch nát giữa, nặc mùi hôi thối. Địch cứ luẩn quẩn, bu bám như đỉa đói. Chuột đồng từng đàn, lông dài như lông ngáy heo. Chúng ăn xác lính Pốt không đủ, nó cắn cả gót bộ đội. Đêm ngày, cứ nghe tiếng súng, tiếng ánh ương, cóc nhái, triền miên, đơn điệu, lạnh lùng, buồn tẻ. Trước mặt là bãi chiến trường, chỉ có đồng hoang, cây thốt nốt, quạ, kên kên. Có con kên kên bị lạc đạn, to như con gà Tây. Anh em thiếu thức ăn, tìm đủ cách nướng xào ướp đủ gia vị, mà nó vẫn tanh hôi, không thể nào ăn được. Lính Pốt là những thằng lính mình trần trùng trục, miệng ngậm ngải, vai vác súng, quấn quanh mình toàn là đạn, lựu đạn và một giỏ lá thốt nốt đựng cơm với một con mắm bò hóc nhỏ hơn ngón tay út. Nó chui, nó rúc như giòi, nằm dưới nước, phơi nắng như trâu. Nó cũng nhất điểm lưỡng tiện, đầu nhọn đuôi dài. Nó tập trung nhiều DKZ 12 ly 8, B40, B41, cối 82, 120 ly, xếp hàng thành nhiều tầng lớp. Nó dùi cho thủng một điểm rồi chui vào đánh nở hoa trong lòng địch. Nhưng trứng đâu có khôn hơn gà được. Chúng mày chết kẹt trong 16 chữ giáo điều. Địch mạnh ta tránh, địch yếu ta đánh, địch dừng ta quấy, địch chạy ta đuổi. Nên dễ bị dụ vào chỗ chết. Tuy vậy, nó gây cho ta căng thẳng, không phải ác liệt kiểu B-52, máy bay phản lực, đại bác 172 ly, xe tăng 7 của Mỹ, mà căng thẳng triền miên dai dẳng về ruồi muỗi chuột nắng mưa và những loại đạn súng máy, cối DKZ 105 ly, bay đến không biết lúc nào. Căng thẳng vì hở một chút là nó lẻn vào giết dân đốt nhà, vì đại pháo 130 ly, tầm bắn đến 27 km, nó bắn luôn vào thị xã, thị trấn của ta. Mà muốn triệt được pháo nó, chỉ có cách tốt nhất là đánh chiếm nơi nó đặt pháo bên đất Campuchia. Mà việc ấy thì ta chưa được phép làm. Có anh em trong bộ tham mưu nói rằng ta mới chỉ được phép đánh địch bằng cánh tay trái thôi. Thế nhưng chỉ cần lui về phía sau tuyến chốt chặn 5-3 cây số thì có đủ áo xanh, áo đỏ, Honda xe đạp,
cà phê, hủ tiếu, nước mía. Anh em chiến sĩ thường nói với nhau, cuộc chiến tranh này đặc biệt như thế nào, chỉ có cấp trên, những người đang chiến đấu ở phía trước, các nhân viên trong quân y viện và những người ở gần các nghĩa trang liệt sĩ biết mà thôi. Trong những ngày tháng tình hình phức tạp như thế, cấp trên luôn đi sát phía trước. Có thể nói tuần nào cũng có một phái đoàn nghiên cứu của các học viện, nhà trường, quân binh chủng, các cơ quan của bộ đến đơn vị ra phía trước nghiên cứu. Các đoàn đại biểu đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố, các đoàn nghệ thuật cũng đi thăm bộ đội trên các tuyến phòng thủ. Các tỉnh trong nội địa và nhất là thành phố Hồ Chí Minh gửi ra phía trước những tiểu đoàn địa phương và những đội thanh niên xung phong. Binh đoàn chúng tôi cùng với binh đoàn 3 cặp kè nhau trên tuyến biên giới như hai anh em sinh đôi. Chúng tôi thường trao đổi kinh nghiệm với nhau từ phương thức chiến đấu đến việc đảm bảo hậu phương. Các anh Kim Tuấn và Phí Triệu Hàm thường đến sở chỉ huy của chúng tôi. Có hôm anh Kim Tuấn bảo tôi, mình vất vả thế mà có anh em ở phía sau che ỏng che eo, nói mình không ra làm sao hết. Anh Phí Triệu Hàm có lúc ghé lại sở chỉ huy chúng tôi cả đêm để trao đổi kinh nghiệm. Nhớ một hôm, vào cuối năm 1977, tôi được phân công tổ chức cho một ủy viên Bộ Chính trị phụ trách chỉ đạo mặt trận Tây Nam ra tận ngoài chốt tiền tiêu ở Mộc Bài. Bộ tư lệnh binh đoàn rất ái ngại về việc này, vì chốt tiền tiêu đâu phải là nơi công tác đối với cương vị và tuổi tác của đồng chí ấy. Nhưng với đồng chí ủy viên Bộ Chính trị thì việc đi sát xuống tiểu đoàn đại đội ở tất cả các hướng trên tuyến biên giới là việc thông thường của đồng chí. Chúng tôi biết làm thế nào khác được. Hôm ấy, đồng chí hỏi anh em chiến sĩ về cách đánh, kinh nghiệm của phân đội. Anh em chiến sĩ gặp dịp bộc lộ tâm tình. Anh em đòi tấn công sang bên kia giải quyết phức cho rồi. Đó là cách đánh tốt nhất. Bằng cách trao đổi vấn đáp, đồng chí giải thích cho anh em mà tôi nhận thức được những ý chính. Quân sự phải phục tùng chính trị và tạo điều kiện cho chính trị. Ngược lại, chính trị phải nhanh chóng đáp ứng và phục vụ cho thắng lợi quân sự. Quân sự chính trị phải tạo điều kiện, tạo lực lượng, tạo thời cơ cho nhau thành thời cơ cách mạng. Ta phải giành thắng lợi trọn vẹn cả về quân sự lẫn chính trị. Dù quân sự của ta mạnh đến đâu đi nữa mà tấn công quân sự đơn thuần trong lúc điều kiện chính trị chưa đủ thì cũng sẽ thất bại mà thôi. Ta đã hiểu rõ kẻ thù, ta cũng mong muốn góp phần xóa đi những đau khổ cùng cực của nhân dân bạn. Nhưng cuộc cách mạng trên đất nước bạn là của bạn, do nhân dân bạn làm. Đó là điều khó nhất so với các cuộc chiến tranh giải phóng trước đây của ta. Đồng chí lại nhấn mạnh cho nhớ, dù thiên binh vạn mã đi nữa, nhưng thất bại về chính trị thì cũng phải cuốn gói mà về. Nói thế, nhưng đồng chí lộ vẻ ưu tư. Nhìn anh em quá cực khổ, nhiều chiến sĩ cán bộ từ sau ngày giải phóng miền Nam đến nay chưa được đi phép. Có đồng chí từ mặt trận trở lại ghế nhà trường, ngồi chưa nóng chỗ, lại trở ra mặt trận. Có đồng chí chưa dựng được nếp nhà nhỏ cho vợ con. Tôi nhớ rõ, hôm ấy đồng chí nhìn xa về phía đất Campuchia hoang tàn, rồi nhìn qua những cánh đồng lúa nhiều đám đã chín vàng bên đất Việt Nam trải rộng đến tận chốt tiền tiêu. Đồng chí nói với riêng tôi, nếu ta phản công sang 5-3 cây số thì có sao đâu. Rồi đồng chí lại dặn tôi là để đồng chí về trao đổi với Bộ Chỉ huy Tiền phương rồi xin chỉ thị Trung ương đã. Chiều tối hôm ấy, một buổi chiều ảm đạm, khét lẹt mùi thuốc súng, nhìn đồng chí bước lên xe, mái đầu bạc trắng, tôi tưởng chừng như có sức nặng ngàn cân vô hình nào đó đang đè nặng lên đôi vai gầy của đồng chí. Tôi hiểu rằng tình hình Campuchia như đêm đen chưa có một ánh sao. Thế là ngày 6 tháng 12 năm 1977, sau hôm ủy viên Bộ Chính trị đến Mộc Bài độ một tuần, chúng tôi được lệnh phản công và được đánh sang đất Campuchia 3 km. Trong lúc địch đang tiến công sang Bến Cầu, Bến Sỏi, Lò Gò, Cà Tum, Lộc Ninh,
con nơi sâu đến 7-8 km trên đất ta. Không phải vất vả gì lắm, binh đoàn phối hợp với lực lượng địa phương Tây Ninh, Long An đánh tan rã gần 2 sư đoàn của địch, quét sạch hết các loại lực lượng vũ trang và tổ chức ăn ca của chúng trong 3 huyện biên giới: Công Pông Rồ, Chi Phu, Công Pông Trạch. Nhân dân địa phương nhất loạt đứng dậy ủng hộ bộ đội Việt Nam cùng với bộ đội vây bắt tàn quân địch còn trốn trong rừng, trong ruộng. Các chiến sĩ ta nhận thức sâu sắc nhiệm vụ chính trị, chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị cấp trên, đã nêu cao vô vàn tấm gương chiến đấu dũng cảm ngoan cường, thương mến nhân dân Campuchia đang mắc nạn bằng tấm lòng chân thành của người chiến sĩ cách mạng quốc tế vô sản. Đơn vị nào, binh chủng nào cũng nêu những tấm gương cứu giúp nhân dân Campuchia như người ruột thịt. Cõng người già, nhịn đói nhường cơm cho dân, đỡ đẻ cho phụ nữ, săn sóc trị bệnh cho trẻ em. Thà chết ngất vì khát chứ không lấy một quả dừa ở cả những nơi không có dân. Thà ăn muối chứ không bắt một con cá dưới ruộng. Đã bị thương, một mình ngồi giữ 5-6 tù binh vừa mới bắn mình, vẫn giữ được bình tĩnh. Chiến sĩ ta đinh ninh với nhau rằng khi giúp nhân dân bạn thoát nạn rồi thì chỉ giữ nửa nắm cơm để đắp đầu gối về nước, còn thì để lại hết cho bạn. Nhân dân ở phía địch cứ đêm đêm lặn lội vượt qua tuyến địch chạy về với ta, miễn là đem được thân xác đến gặp bộ đội Việt Nam, sống chết không màng. Hầu hết những người gặp được trinh sát hoặc đến được trước chốt tiền tiêu của ta đều đã ngất xỉu. Anh em ta khiêng họ về, đổ cháo, đổ sữa, cho quần, cho áo. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.